4 5 7 8 9 10 Rồi, bắt đầu vào bài nhảy xa tới trước, rồi lùi bước lùi lại, sau đó bật lên, bước lùi liên tục. Các bạn sẽ không ăn gian khi các bạn có một cái thước như thế này nha. Cự ly là 1m3, đo 1,3m, để một quả ngay trước mặt như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật tới trước, sau đó chúng ta bước lùi lại. Ok không? Khi các bạn nhớ lấy đà phía sau, thắt người xuống, hít, bật tới trước, thở, bước lùi lại. Rồi, lặp lại như vậy 15 lần. Rồi, 4 hiệp nhảy 1m3 15 cái, bắt đầu. Nhảy cho qua nha. Khi nhảy tới trước, trùng người lại xuống một chút. 8 và không có ngã người về phía trước. 9 10 11 12 13 14 15 hít thở vào. Vào 100 cái nhảy dây nhân 4 hiệp. Rồi các bạn sẽ đáp bật nhịp nhàng nhẹ nhàng bằng mũi chân, không đáp thình thình bằng cái lòng bàn chân. Xoay bằng cổ tay, cố định khuỷu tay. Rồi, và 100 cái nhảy dây nhân 4 hiệp, giữ nhịp hít thở đều. Okay. 4
thở, xoay lại. 5. Rồi, hít thở, cố lên. Rồi, bài tiếp theo chúng ta sẽ nhảy lên, cổ tay ở trên, sau đó chúng ta cắm tay xuống dưới, nhảy chân ra sau. Hít thở đều trong quá trình này, hít thở 2 nhịp, lên xuống hít thở, bật ra sau, thu vô, hít thở. Rồi, 4 hiệp, động tác bóp bì, cái này chúng ta sẽ không hít đất nha, 4 hiệp động tác bóp bì. Các bạn hãy nhớ đáp bật bằng mũi chân, 4 hiệp bóp bì 15 cái, bắt đầu. Xoay cái dây hai vòng trên không,
Đây còn gọi là nhảy dây double, ví dụ vậy đó. Rồi các bạn cần phải xoay rất là nhanh nha. Mỗi lần mà chúng ta xoay như vậy thì các bạn sẽ tính một cái, nhớ nha, giữ hít thở đều, nhưng mà các bạn phải hít một hơi với một cái nhịp tập trung rất là cao và cố gắng tập trung hết cỡ, vừa làm sao để mà các bạn có thể bật thật là cao bằng mũi chân. Nếu mà các bạn chỉ bật như đây á là các bạn sẽ bị vấp, các bạn phải bật cao lên cỡ nhịp á các bạn mới nhảy qua được các bạn tập này nha, sẽ rất là khó, cần sự tập trung rất là cao. Và chúng ta sẽ tập một hiệp là 20 cái và nhân cho 4 hiệp. Trước khi các bạn vào cái phòng tốc độ thì chúng ta sẽ nhảy nhịp nhàng kiểu gì để lấy đà khoảng tầm 2-3 cái, rồi bắt đầu chúng ta mới vào cái việc là chúng ta bật cao hơn, chúng ta xoay dây 2 vòng trên không thật là nhanh. Các bạn cần phải hết sức tập trung nha. Rồi bắt đầu vào nhảy dây xoay 2 vòng trên không 20 cái một hiệp, nhân 4 hiệp và làm lại nha. Ok, cố gắng nhảy tới 20 cái. Nó sẽ rất là mệt, cần hết sức tập trung, hít thở. Rồi bắt đầu vào bài nhảy dây chạy nâng cao gối. Nếu mà các bạn đã quen với bài tập nhảy dây rồi và các bạn quen với bài tập chạy nâng cao gối tại chỗ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kết hợp hai cái bài đó lại. Khi tập cái bài tập này các bạn phải giữ nhịp hô hấp, hít thở, nhưng mà phải hít thở với tốc độ nhanh lên, hít thở để theo kịp cái tốc độ, vừa tập trung cái mũi chân của các bạn lên xuống, vừa tập trung xoay cái dây làm sao cho nó không vấp. Rồi với bài tập này chúng ta sẽ tập một hiệp là 30 cái mỗi bên chân, các bạn chỉ cần tập trung, các bạn đếm từng bên chân thôi, đáp bật vừa nhẹ nhàng vừa phải nhanh bằng mũi chân. Và bạn chạy nâng cao gối thì bạn phải kéo gối cao ngang không cũng được đó nha. Rồi hít thở đáp bật bằng mũi chân, nhảy dây chạy nâng cao gối 4 hiệp 30 cái mỗi bên chân và 5 10 20 25 30. Hít thở. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bắt đầu bài nhảy dây mỗi bên chân, đảo chân sau mỗi người cái. Nghĩa là bài tập này các bạn sẽ, bài tập đây là một bài nâng cao và chúng ta sẽ giữ đều nhịp thở và chúng ta sẽ nhảy nhịp nhàng từng bên chân như thế này. Chúng ta sẽ nhảy 10 cái bên trái, sau đó chúng ta nhảy 10 cái bên phải và mỗi hiệp là 30 cái bên trái và 30 cái bên phải. Rồi ok, các bạn tập theo nha, tôi sẽ đếm mỗi lần mà đủ 10 mỗi bên nha. Cố gắng tập theo và cảm nhận điều khiển bật cái lực bằng mũi chân thật là nhịp nhàng, bật lên như thế này. Ok không? Rồi bài tập này chúng ta sẽ tập 4 hiệp và mỗi hiệp là 30 cái mỗi bên chân với nhịp 10 và sẽ chuyển chân. Ok. Rồi vô nha, hít thở ra. Đổi.